Thượng nghị sĩ California là cô Janet Nguyễn cùng với các cựu chiến binh Việt Nam và đại diện của các tổ chức cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Nam và Bắc California trân trọng kính mời quý đồng hương cùng tham gia buổi lễ tưởng niệm tháng tư đen tại Quốc hội tiểu bang ở Sacramento vào ngày thứ Hai, 17 tây tháng 4 tới đây. Chương trình gồm có một buổi tiếp tân đặc biệt bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng tại Trung tâm Cộng đồng người Mỹ gốc Việt Sacramento, nơi sẽ có hàng trăm đồng hương từ Nam và Bắc California đến để cùng nhau tưởng niệm ngày bi đát nhất trong lịch sử của nước nhà. Sau buổi tiếp tân, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn sẽ phát biểu tại phiên họp khoáng đại Thượng viện vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày để tưởng nhớ những chiến sĩ đã can đảm và các thường dân đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam và sẽ nhấn mạnh tới sự đóng góp của người Mỹ gốc Việt đối với tiểu bang California và chọn tháng 4 2017 là tháng tưởng niệm tháng tư đen. Kính mời quý vị đồng hương cùng tham dự.